Hello anh em, bây giờ hôm nay tôi sẽ vào khu đảo Ngọc Trai để đi dạo chơi, thấy được cái khung cảnh ở đây. Đằng sau xe bi em đang đi, em quay lên xem. Anh em thấy không? Thực sự là ở đây rất là đẹp, rất là lý tưởng. Bây giờ anh em cùng trải nghiệm nhé, cùng phải đến đây thực tế xem cái đội ở đây họ giàu hàng trăm nghìn tỷ, họ có sống ở cái môi trường như thế nào. Thoáng mát, thực sự là rất đẹp anh ạ. Thời tiết về tháng 3, tháng 4 mà rất là đẹp. Có ghế này. Nếu mà có gia đình mà ra đây có thể là ngồi ngơi view hồ đây, những căn như này hàng khoảng tầm hơn trăm tỷ nhé, hơn trăm tỷ. Đây anh em ơi, đội ở nhà hơn trăm tỷ với toàn đi xe kia với xe bình thường không ở nhà. Xe này trong người thì không mua rồi nhỉ? Giá bao nhiêu? Đội này đội thợ. Thợ. Anh ơi, xong vào quay xem căn nhà này đâu? Anh đặt thủ thợ đấy. Ta vào đây. Hello. Xin chào anh em nhé. Hôm nay chúng ta cùng nhau vào cái căn biệt thự đẹp nhất cái khu Ngọc Trai này. Có hơn trăm tỷ rồi, 150 tỷ rồi. Mà đây xem hả? Wow, đẹp thế. Cửa đây có vào đâu anh? Anh mở giúp em cái. Sới siêu giàu hỏi nhiều tiền lắm anh ạ. Vào trong nhà đây, bên trong nhá. Tạo đi vào bên trong nhá. Lúc này người giàu họ vẫn sắm sửa, mua sắm, sửa nhà, sửa cửa. Còn những người nghèo thì là lúc nào cũng đều hoảng sợ về cái thời kỳ này, bởi vì bão giá, tiền mất giá, đi chợ cứ như là mất tiền ấy. Còn người giàu hỏi toàn bộ các thiết bị ở đây, đồ nội thất đều nhập ngoại hết anh em nhé. Nhưng bộ bàn ghế khoảng tầm 1 tỷ đến 2 tỷ, bếp thì nó khoảng tầm 2-3 tỷ. Bây giờ là cái thời kỳ mà họ đi mua những cái bất động sản mà bị ngộp giá, bất động sản nhà nào mà nợ tiền nhiều ấy, thì là bây giờ họ bắt đầu là sẽ là đi mua. Nhiều người cứ hỏi tôi nhận định về cái thị trường cái năm 2023 này, thì tôi thấy cái thông tin của Thủ tướng Chính phủ ấy yêu cầu là năm 2023 này phải giải ngân 95% về ngân sách đầu tư công. Vì vậy mà 700.000 tỷ sẽ được giải ngân trong năm 2023 này. Tôi nghĩ rằng là bất động sản sẽ tăng giá nhé. Anh em nghĩ sao về điều này? Hãy comment bên dưới nhé. Mời anh em cùng chiêm ngưỡng từ trên cao xuống nha, toàn bộ cái dự án Vinhome Ocean Park một lần nữa nha. Các bạn có ý kiến thì vui lòng để lại cái bình luận bên dưới và đồng thời là chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết nhé. Tôi cảm ơn các bạn. I'm not afraid to die.
trời.